Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, hiện nông sản Việt Nam có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn và khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc. Theo các chuyên gia, tiềm năng xuất khẩu của nông sản vẫn còn rất lớn. Vậy những tiềm năng của riêng các mặt hàng nông sản cụ thể là gì? Tất cả sẽ được phân tích rõ trong chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần này. Trước tiên, xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của phóng viên VTV. Xuất khẩu nông sản thời gian qua tăng trưởng qua từng năm và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng như trên thị trường thế giới. Nếu như năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng nông sản chính đạt 13,95 tỷ đô la Mỹ, năm 2016, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 15,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,9% so với năm 2015. Năm 2017, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính trong năm ước đạt 18,96 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2018 mới chỉ trong 8 tháng đầu, giá trị xuất khẩu nhóm hàng nông sản chính thức ước đạt 13,3 tỷ đô la Mỹ, sắp xỉ kim ngạch xuất khẩu nông sản của cả năm 2015. Một số mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm nông sản chính như gạo, hạt điều, rau quả, sản phẩm từ cao su có giá trị tăng tốt, cụ thể gạo đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1%, hạt điều đạt 2,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,6%, rau quả đạt 2,676 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1%. Trong đó, rau đạt 376 triệu đô la Mỹ, tăng 16,3%. Sản phẩm từ cao su đạt 450 triệu đô la Mỹ, tăng 17,8%. Như chúng ta được biết là cái xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong vòng độ 20 năm vừa qua, đặc biệt là đây khi mà Việt Nam chúng ta đã là thành viên của Tổ chức Thế giới năm 2007 và nhất là Việt Nam chúng ta cũng đã và đang tham gia rất là tích cực vào các khung khổ hợp tác về khu vực và thế giới chung thông qua các hiệp định thương mại tự do, thì đây cũng chính là những cái gọi là cái chiến lược rất là lâu dài để chúng ta dành các cái không gian kinh tế và các cái cơ hội thị trường cho các cái sản phẩm Việt Nam, trong đó là có những hàng nông sản. Chúng tôi có cái nhận định là kể cả cái nền sản xuất trái cây lẫn cái hoạt động xuất khẩu thì đều tiến hành tốt trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là cả 10 cái thị trường lớn nhất của Việt Nam thì đều có sự tăng trưởng đều ở cả 10 thị trường, mà trong đó đặc biệt là bốn cái thị trường Trung Quốc, thị trường Mỹ, Nhật và một số thị trường mới thì đều có cái tốc độ tăng trưởng tăng rất là nhiều. Trong những kết quả đạt được của ngành nông sản, nổi bật nhất phải kể đến ngành rau quả, được xem là mặt hàng xuất khẩu non trẻ mới phát triển trong 3 năm trở lại đây, nhưng rau quả đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Nếu như 8 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu rau quả đạt 1,22 tỷ đô la Mỹ thì đến hết tháng 8 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã sắp xỉ 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 200%. Để có được thành tích vượt bậc như vậy, rau quả Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức để thâm nhập vào thị trường khó tính. Xét về thị trường thì chúng ta mới chiếm được có 1,2% so với thị trường thế giới, tức là còn hơn 98% cái thị phần về của thế giới và mới chiếm được 9% cái thị trường của châu Âu thôi. Như vậy cho thấy cái tiềm năng xuất khẩu của rau quả chúng ta còn mênh mông lắm. Theo các chuyên gia, mặc dù kim ngạch xuất khẩu đang có sự tăng trưởng tốt, song tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn rất lớn. Hiện nay nhu cầu tiêu thụ nông sản trên thế giới tăng trưởng khoảng 8% trên năm, trong khi đó khả năng đáp ứng chỉ đạt 3,5%. Cụ thể chỉ tính riêng trong năm 2017, tại nhiều thị trường như Malaysia, mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu 65,2 triệu đô la Mỹ trên 245 triệu đô la Mỹ nhập khẩu của Malaysia, chiếm 6,6% thị phần. Indonesia, Myanmar là thị trường mới nổi, rất nhiều mặt hàng thuần Việt có thể đẩy mạnh xuất khẩu như mặt hàng đường mía, nhưng Việt Nam mới xuất khẩu 6,1 triệu đô la Mỹ, trong khi nhu cầu nhập khẩu của Myanmar là 1,37 tỷ đô la Mỹ, mới chiếm 0,44% thị trường nhập khẩu. Bên cạnh đó, thị trường Trung Đông là thị trường tiềm năng rất lớn đối với thương mại nông sản. Thị trường này có 16 nước với quy mô tổng dân số gần 400 triệu dân. Đây là khu vực rất giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu quả, và còn có với sức mua rất lớn. Riêng về nông sản, thị trường này yêu cầu rất nhiều loại nông sản mà thị trường Việt Nam có thể đáp ứng. Ví dụ như gạo, hàng năm khu vực này cần 5 đến 7 triệu tấn gạo thương mại. Các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ v.v. chúng ta chỉ mới chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Do đó, tiềm năng khai thác thị trường vẫn còn rất lớn. Từ những thực tế trên, các chuyên gia cũng cho biết xuất khẩu nông sản Việt Nam đang có những thuận lợi lớn về thị trường, do đó các doanh nghiệp cần nỗ lực cải thiện để khai thác hết những tiềm năng từ thị trường.
là nước nông nghiệp với hàng chục mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt kim ngạch tỷ đô la Mỹ. Vậy hiện nay các thị trường trên thế giới đang đón nhận các sản phẩm nông sản của Việt Nam như thế nào? Nông sản Việt Nam đang đứng ở vị trí nào trên bản đồ nông sản thế giới? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Sau thị trường Mỹ, Nhật Bản, EU, Canada, tháng 4 năm 2018, nông sản Việt lại đón nhận tin vui khi trái chôm chôm được cấp phép xuất khẩu vào thị trường New Zealand sau 7 năm đàm phán. Như vậy, sau xoài và thanh long, chôm chôm là mặt hàng trái cây thứ 3 xuất khẩu được sang thị trường này. Tháng 5 năm 2018, 5 tấn xoài ba màu của bà con nông dân An Giang lần đầu tiên đã được xuất khẩu sang Úc. Hiện tại, quả xoài của Việt Nam đang được Bộ Nông nghiệp Mỹ hoàn tất các thủ tục cuối cùng để nhập khẩu sang thị trường này. Được biết, sau chôm chôm từ năm 2019, quả nhãn tươi và tôm tươi nguyên con của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang Australia. Nói chung là 6 cái loại trái cây mà đã mở cửa được vào những cái thị trường khó tính trong thời gian vừa qua, ví dụ như là thanh long, chôm chôm, nhãn, vải, xoài và vú sữa vào những cái thị trường khó tính như là Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, New Zealand, Úc và Đài Loan, Chile, 7 cái thị trường khó tính này. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nông sản Việt Nam hiện có mặt tại 180 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đặc biệt là các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU, Canada. Xuất khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 16 trên thế giới. Năng lực cạnh tranh và vị thế của nông nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao. Hiện nay Việt Nam đang đứng thứ 16 về xuất khẩu nông lâm thủy sản trên toàn cầu. Nhưng mà trông có vẻ khả quan là có thể trong 10 năm tới là chúng ta nhanh chóng là bước vào top 15. Và kèm theo đó Thủ tướng còn giao nhiệm vụ là đứng top 10 về chế biến nông lâm thủy sản toàn cầu. Người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng nhiều loại trái cây và rau quả của Việt Nam khi đi thăm cửa hàng ở đây. Chúng tôi nhận thấy nhiều nông sản có tiềm năng xuất hiện ở thị trường Mỹ. Ví dụ như xoài, tôi đã thưởng thức loại trái cây này sáng nay. Nhiều người tiêu dùng Mỹ có nhu cầu ngày càng lớn đối với một số loại nông sản đặc biệt mà chúng tôi không thể trồng được quanh năm. Tôi nghĩ điều quan trọng là nông dân và doanh nghiệp Việt Nam biết được rằng nông sản Việt thực sự có cơ hội ở thị trường Mỹ và nhu cầu cho các mặt hàng này ngày càng gia tăng. Các quốc gia khác mà đang làm việc với tôi thì họ đánh giá chúng ta là một quốc gia có nhiều dòng sản phẩm nông nghiệp tốt, có hương vị, chất lượng trái cây rất là ngon, rất là quý. Đấy là cái tiềm năng chúng ta đang có. Tôi đã thử rất nhiều loại hoa quả ở Việt Nam và tôi thấy rằng nó rất là thơm ngon. Do đó, Việt Nam phải làm sao để xuất khẩu nhiều hơn vào châu Âu, nhất là các mặt hàng trái cây như chuối, xoài. Nhận thì hiện nay thì những loại ví dụ như rau quả đấy, thì của chúng ta đang đón nhận rất nhiều ở các quốc gia. Thế còn hiện nay trái cây thì đã có rất nhiều trái cây mà thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đang rất thích, đó là thanh long, vú sữa, rồi chôm chôm, nhãn, vải. Đó là một số cái mà, và thậm chí là vừa rồi chúng ta thấy cái thị trường, một số thị trường thì bắt đầu họ rất ưa chuộng cái sầu riêng và mít của chúng ta. Tháng 7 doanh nghiệp có quyết định là sẽ đi chào hàng một công là 20.000 trái qua hệ thống chợ bên Tùng Phát bên Mỹ. Đó. Thì khi mà đưa vào hệ thống chợ thì chỉ đi trong vòng một tháng tới và doanh nghiệp nhận thấy kết quả rất là ok. Qua đó là người tiêu dùng người ta uống vô người ta rất là cảm thấy rất là ngon, độ ngọt rất là thanh, rất tốt. Những người trong ngành cũng cho biết, thực tế Việt Nam có thế mạnh trái cây mà không phải nước nào cũng có được. Chẳng hạn như vải thiều, 90% người tiêu dùng Thái Lan đều cho rằng vải thiều Việt Nam ngon hơn Thái Lan. Bên cạnh đó, các mặt hàng như thanh long, xoài, chôm chôm Việt Nam cũng được nhiều nước đánh giá rất ngon và muốn nhập khẩu. Đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nâng cao vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Theo các chuyên gia, nông sản Việt Nam đang nhận được những tín hiệu tốt từ thị trường. Do đó, nếu các doanh nghiệp có thể giữ vững được những thị trường này, thì nông sản Việt Nam nói chung sẽ có thêm nhiều cơ hội để xuất khẩu. Qua đó, từng bước khẳng định vị trí nông sản Việt Nam trên thế giới. Thưa quý vị, nhu cầu tiêu thụ nông sản vẫn đang tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Vậy tiềm năng và cơ hội cho nông sản xuất khẩu của Việt Nam sẽ là như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về phát triển nông nghiệp. Cụ thể, trong giai đoạn 1990 đến 2015, diện tích đất trồng trọt tăng bình quân 2% trên năm, đến cuối năm 2015 đạt gần 15 triệu hectare. Khí hậu nhiệt đới có điều kiện sinh thái đa dạng, số giờ nắng nhiều, nguồn nước dồi dào.
nông dân có kỹ năng, cần cù chịu khó và giá ngày công lao động tương đối thấp. Tôi cho rằng là đất nước chúng ta có những tiềm năng, những điều kiện phát triển nông nghiệp cực kỳ là quý giá. Ví dụ như là chúng ta có cái hệ thống thời tiết rất là ôn hòa, nó không quá khắc nghiệt. Cái thứ hai nữa là chúng ta có cái quỹ đất đai đủ lớn và đủ cái điều kiện để có thể trồng nhiều dạng cây ăn trái khác nhau, tạo nên sự phong phú cho cái kinh tế nông nghiệp. Và cũng đặc biệt nữa là chúng ta có những cái nguồn lực lao động, công nhân lao động trong cái lĩnh vực nông nghiệp thì chúng ta thấy rằng là cái nguồn lực này rất là tốt, họ cần cù chịu khó và thông minh. Chúng ta là một đất nước nhiệt đới nhưng mà lại kéo dài từ Bắc tới Nam nên có ảnh hưởng của bán nhiệt đới. Và trong cái khu vực bán nhiệt đới đấy, ví dụ như cao nguyên Mộc Châu, Đà Lạt, chúng ta lại có thể trồng được một số chủng loại rau ôn đới. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam đạt mức trung bình 3,5% trên năm trong giai đoạn 1986-2017. Năng suất lúa gạo cao nhất trong khu vực Đông Nam Á đạt 5,6 tấn trên hecta, gần gấp đôi so với Thái Lan và gấp 1,5 lần so với Ấn Độ. Năng suất cà phê đạt 2,6 tấn nhân xô trên 1 hecta, cao gấp 1,5 lần so với Brazil, gấp 3 lần so với Colombia, Indonesia. Năng suất hồ tiêu đạt 2,6 tấn trên 1 hecta, gấp 3 lần so với Indonesia và 1,3 lần của Ấn Độ. Hàng nông sản của Việt Nam gồm những mặt hàng truyền thống như gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả và các mặt hàng thủy sản như cá tra, cá ba sa, cá ngừ, tôm, mực, v.v. là những mặt hàng có lợi thế, nhiều tiềm năng xuất khẩu sang thị trường các nước như Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, thị trường châu Âu và châu Mỹ. Một cái tinh thần là nông nghiệp Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội có thể khai thác, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải cùng nhau chung sức để đưa Việt Nam vươn lên vị trí hàng đầu thế giới về nông sản. Tại hội nghị này, tôi đặt hàng cho ngành nông nghiệp. Trong 10 năm tới, nông nghiệp Việt Nam đứng vào top 15 của các nước phát triển nhất thế giới, trong đó ngành chế biến nông sản đứng vào top 10 thế giới. Nông nghiệp Việt Nam là một trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới, là một trung tâm logistics của thương mại nông sản toàn cầu. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng lương thực thực phẩm trong nước và trên thế giới cũng tăng lên rõ rệt đối với hầu hết các nông sản, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như lúa gạo, rau quả, trái cây. Cụ thể, giai đoạn 2011-2015, thị trường thực phẩm của Việt Nam ngày càng lớn và có tốc độ tăng trưởng cao nhất, 15,4% trên năm so với các nước trong khu vực ASEAN, tăng ở mức dưới 10% trên năm. Từ nay đến năm 2020, thị trường tiêu dùng thực phẩm của Việt Nam cũng được dự báo tăng trưởng cao nhất so với các nước trong khu vực. Từ những thuận lợi trên, các chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng, cộng đồng doanh nghiệp cũng như người nông dân cần phải cùng nhau hợp tác, sản xuất, nghiên cứu thị trường để nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản trên thế giới trong thời gian tới. Thưa quý vị, mặc dù thời gian qua, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã có sự tăng trưởng vượt bậc và đạt những thành tựu nhất định, song theo các chuyên gia, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế khiến xuất khẩu nông sản chưa tương xứng với tiềm năng. Vậy những hạn chế đó là gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ trong chuyên đề tuần tới. Mời quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ, chương trình xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.